Hello, em chào các bác nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ cho mọi người tham quan lại cái vườn rau của mình nhá. Đấy, vườn nhau nhá. Mùa này là nó thời tiết lạnh rồi mọi người ạ, nên là trồng rau nó dễ hơn đợt trước. Đấy, trước mùa hè trồng rau rất là khó luôn. Đấy, mùa bây giờ nhiều rau lắm nhá mọi người nhá. Đấy, rau cải, rau ấy cứ vãi ra lên thôi. Đấy, đấy mình mới trồng được một cây su su này mọi người ạ. Đấy, cây su su này là giống gửi tận trên Lào Cai xuống nha mọi người nhé. Su su này em mới trồng được có tầm khoảng 5 ngày thôi. Đấy, nhưng mà nó đợt bác em gửi trên Sapa xuống là nó có mầm rồi. Đấy. Đấy. Đấy, còn cho mọi người tham quan lại cái khu mà đợt trước em dọn dẹp đây nhá, mọi người nhá. Đấy, nói chung là em đang chuẩn bị cây nè. Đấy, cây nè. Đấy. Cái chỗ mặt bằng kia là em đang đợi nó nén nén đất lại rồi, vài bữa nữa em xây một cái chuồng gà đấy nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy, cái cây mai này đợt trước mình đốt cái nó héo hết luôn rồi. Đấy, còn đây nha, mình phát sạch sẽ rồi nha mọi người nhá. Đấy, còn bên kia là nhà của bên hàng xóm rồi. Đấy, ở đây có mấy cây thanh long nha mọi người nha. Đấy, cây thanh long đang lên rồi này. Đấy, cây táo này. Cây táo cho đúng một quả. Đúng một quả luôn. Đây. Đấy, em cho mọi người xem cây su su nhá, em trồng nhá. Đấy, mình cũng mát tay phết chứ. Trồng lên âm âm ấy mọi người. Đấy. Đấy. Đấy, nhìn rộng lắm nha mọi người nhá. Em đang san ra rồi đây này. San nó chưa được thẳng lắm mọi người nhé, tại vì là nó đất kia cứng quá, hôm bữa em phải tưới vào để xong mình dùng cuốc xuống san phẳng cho nó chặt nền xong rồi mình mới xây. Đấy. Đấy, còn chỗ này là hôm bữa đốt là nó rụng lá, nó rơi hết lá này. Đấy, đấy vẫn không gian nhà mình nha mọi người nhé. Không có chỗ nào đây, cái khu vực nhà mình ở đây. Đấy. Đấy. Đấy, bầu trời trong xanh nha mọi người nha. Đấy, hôm nay thời tiết ở ngoài Bắc là nói chung là nó cũng rất là lạnh rồi. Hôm nay lạnh buốt tay luôn mọi người ạ. Đấy, nhất là buổi sáng này, buổi chiều này còn đỡ đỡ một tí. Đấy. Đây này, mình hôm qua mình đào cột này. Đấy, mình chôn cột nhá, làm dàn nhá. Làm dàn su su nha mọi người nhá. Đấy. Đấy, vài hôm nữa là nó mọc lên là có đầy su su ăn mà. Đấy, cái này mình không phát đi là tại vì mình để chắn mấy con gà nhá mọi người nhá. Gà của bên nhà bên kia là mấy con chó nó hay chui vào đây. Để nó rậm rậm xung quanh cái bờ rào tí cho nó đỡ. Đấy. Đây mọi người này. Đấy, đây là cây rau ngót Nhật nha mọi người nhá. Đấy, em mới trồng, nói chung là đấy, có cả rau ngải nè, các thứ luôn. Đấy. Đấy, vườn rau của em này. Đấy, vườn nhỏ nhỏ này thôi mà có bao giờ phải mua rau đâu mọi người ạ. Đấy. Đấy, còn cây su su này lên rất nhanh này. Đấy. Mình uống nói chung bằng những cái chuối chiếc để tưới này, làm cái dạng như phân xanh ấy. Đấy. Đấy, em giới thiệu mọi người biết luôn nhé. Đây cây gừng đá này, gừng đá này là cây gừng đá là cây gừng đặc sản ở trên Cao Bằng nha em đấy. Đấy, cây này người ta là làm gia vị chuyên nấu về những cái món như là kiểu như là ninh chân giò này, xong rồi làm lạp sườn này,
đấy, gia vị chủ yếu nhé. Cái này là nó người nào mà kiểu như là thích cái mùi của nó thì thấy ngon, nhưng mà không hợp cái mùi của nó thì khó chịu. Nhưng mà như mình thì mình quen rồi, mình thấy ngon nhé. Đấy. Đấy, bên cạnh này là một cây ớt, thấy vợ bảo cái ớt gì mà ăn cay lắm, mình cũng không biết, mình không khoái ớt lắm. Đấy, nó có hai quả như này. Đây này. Đấy. Còn cây kia là cũng là gừng đá thôi. Đấy, gừng đá nhưng mà nó cây nhỏ hơn. Mình mới tách ra để trồng đấy mọi người. Đấy, còn em đu đủ nhà mình này. Rất là sai luôn, vặt rất nhiều rồi. Hàng xóm kiểu xin rất nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều nhá. Đấy. Đu đủ thì có nhiều nhưng mà chưa thấy đủ mọi người ạ. Đấy. Đây là toàn không gian đằng sau nhà em này. Đấy. Để mà tính ra ở dưới thành phố này thì có một cái không gian như này để mà trồng rau nhá, là cũng rất là hiếm nha các bác nhá. Chứ không phải đơn giản đâu. Tại vì chỗ nhà em này là ở trong ngõ. Đấy, nó cũng không phải là ngoài trung tâm lắm, nên là cái không gian nó còn được rộng như vậy thôi. Còn vài năm nữa người ta làm công trình ở trên này là chắc không còn, tại vì trên này là quy hoạch hết rồi. Nói chung là tới làm khu nghỉ dưỡng các kiểu của bên bộ đội gì đấy. Nói chung là cái đấy này cũng không biết là thời gian lúc nào làm, mà mình cứ làm đó, làm để trồng rau nuôi gà này, đấy, nhìn cho nó vui mắt mọi người ạ, với lại phục vụ cho nhu cầu gia đình, nói chung là cũng đỡ nhiều đấy, không phải mua rau mua cỏ gì. Đấy, bây giờ em thì quay cho các bác xem một tí vậy là. Đấy, từ hôm trước đến nay thì nó cũng có tiến triển như vậy. Tại vì em tranh thủ em làm thôi, nên là nó cũng không được nhanh lắm. Đấy, giờ em lại chuẩn bị em đào cọc tiếp này, chôn cọc để làm giàn nhá. Đấy, em chào mọi người nhá. Em chào các bác. Đấy. Chúc các bác một ngày vui vẻ nhá. Đấy, em xin chào.